Mình cộng cộng sơ sơ thì con này không dưới 100 triệu tiền đồ đâu. Trong vòng khoảng chừng từ 15 tới 20 giây thôi thì cái bạn đụng vô đây các bạn sẽ cảm nhận được độ ấm. Đây. Nhưng mà những cái xe này dơ nó nhỏ, mình không đôn á thì nó sẽ không đủ cái lực. Đó, anh em thấy ổ nắp CNC này thì hàng này hiện tại đang tuyệt chủng rồi. Rồi quay luôn anh, nãy giờ đang quay rồi. Hello anh em. Như bữa giờ anh em cũng đã biết mình có một cái con Sirius mới hoàn thành xong cái cục máy 4 van. Nhưng mà xe này thì đồ chơi cũng khá là nhiều, xe dọn rất là đẹp. Nhưng mà mình thì mình dở cái phần review xe lắm, mình không có biết nói gì về những cái đồ kiểng này hết á. Nên hôm nay mình sẽ nhờ bạn Vinh Phan để mà review giới thiệu cho anh em mình thông số và là mô tả cái xe cho anh em mình tham khảo chơi ha. Ok Vinh. Giờ này anh em gặp Vinh với anh Bi đi chung hơi nhiều đúng không? Ok, thì lát nữa em sẽ triệu hồi anh Bi nha. Xíu nữa chúng ta sẽ đến cái phần gọi là máy móc. Vinh xin nói sơ là con này là Jupiter. Cái máy zin của nó chỉ có 2 van thôi, thì những cái cục máy nằm quá là quen thuộc với anh em năm 2000. Sirius mà nói Jupiter. Hôm qua nó Jupiter rõ ràng. Thật ra là Jupiter hay Sirius thì nó cũng chung một phân khúc hết. Mình lấp liếm như vậy đi, chứ mình nói lộn tên đó. Thì 2 van máy nằm thì anh em đã quá quen với lại những cục máy của xe rim, quay vân vân rồi. Ồ, máy gió mạnh thổi, lắc lư luôn. 4 van, full 4 van, dên bọng này nọ làm full hết. Cái đó mình để sau. Chúng ta sẽ đi vào B-Road. Really on the move, on the map, never slip. Keep your hands to your lips, don't talk about don't it. Real eyes, real lies all the time, stand on it. If we said it, we don't walk around it. Loose lips, ink ships, red cup, blue strips. New phone, who this? No, we don't allow it. Really on go, I don't know, what's an off day. Now we on road, came from smoking in the hallway. Now we got shows, boys feeling like Broadway. Always look both ways, even on a crossway. Driving down Cross Bay, our town Barclays. Really on big teams, came up a small way. Championship rings, baby that's a ball game. Oh she want a little bag, baby that's small change. Đặt vào mắt anh em đó là một cặp X1R CNC màu đỏ, cực đẹp. Năm nay là một cái năm đại thắng của cái hãng làm mâm này. Mình thấy rất là nhiều, từ Vespa nè cho tới những con như là Accenter, rồi những cái size 17 làm CNC quá đẹp đi. Lúc trước thì chỉ có một vài hãng họ sản xuất mâm phật ray CNC thôi, nhưng mà sau này thì các bạn thấy rất là nhiều, đồng hãng lắm và rất nhiều sự lựa chọn. Không còn cái giá 3 mấy, 4 mấy nữa mà nó còn 10 mấy triệu hơn, các bạn có thể sở hữu được một mâm CNC với cái thiết kế cực kỳ, nhìn luxury cực kỳ đúng không? Trước và sau là một cặp heo đối xứng thì nó giống như là những con nó giống thì cũng không phải, nó rẻ hơn Rebel nhiều, nhưng mà nó là đối xứng các bạn. Moto 3, Rossi, HRC vân vân thì cái thế của nó đối xứng nhỏ nó như thế này. Bass thì cũng CNC rồi, chắc chắn rồi. Nhưng mà Accessato là một cái hãng cũng làm xe mô tô nhiều, sau này thì họ cũng chú ý tới cái lượng tiêu thụ của xe nhỏ. Và anh em cũng dần dần anh em dùng đồ Ray, dùng những cái đồ gọi là đồ high end, những cái đồ cao cấp với những cái giá tiền mười mấy, hai mấy, ba mấy triệu, cho nên rất là được trọng dụng. Rồi, full hết dây heo, dây ơ, đầu heo nè, ốc Ray 5, Titan. Cái bô này là giống như cái bô của bạn Tần hồi xưa đó. Cái bô Titan full hết, âm thanh rất là hay, cực kỳ hay và rất thích âm thanh này. Đằng sau thì chúng ta sẽ thấy được cặp Nitron. Ở bên dưới này là cái dĩa Rainbow. Nhưng mà hình như không phải giờ là dĩa Rainbow mà là dĩa zin thay lòng thôi. Tại vì cái nhìn cái xước đó mình nghĩ không phải Rainbow đâu các bạn. Cái này là dĩa zin làm lòng. Nếu mà chủ xe coi được mà nói sai thì chủ xe thông cảm nha. Lâu quá rồi không có gặp nhật nhiều đồ xe. Titan full giờ thắng Titan luôn. Cây Nitron này thì mình nghĩ là cũng qua chủ xe chạy cũng khá nhiều.
em thấy được là nó bắt đầu nó có những cái lớp chóc theo thời gian, nhưng mà cái ti không bị chày, cái ti phục chày biết liền. Các bạn chọt tay vô bạn thấy ướt nhẹp, máy này khô queo à, đẹp lắm. Xe này là anh chủ anh rất là đam mê, từ tay dắt cũng là làm bằng titan nè, cái ba ga cũng làm titan nè. Mình thích cái kiểu này, vừa kiển mà vừa có máy nữa, nó là cái tận cùng rồi bạn, mắc lắm. Nội mà làm xe mà đã đập đồ chơi như vậy rồi, mình cộng cộng sơ sơ thì con này không dưới 100 triệu tiền đồ đâu, thiệt sự không dưới 100 triệu đâu. Cặp heo trước sau là bao nhiêu rồi nè, cái bô này cũng mười mấy nè, cái tay 19, à cái tay này hơi lố nè, 19 nó hơi bị, cái piston 19 hơi bị bự quá. Theo Vinh được biết và trải nghiệm nhiều thì những cái con heo hai bit này thì mình chỉ nên đi 14 thôi, hoặc là các bạn đi tay zin cũng được, tại vì hai bit nó cũng nhỏ lắm, nó cũng giống như là con heo zin thôi, nhưng mà nó đối xứng. Thứ nhất, thứ hai là chất liệu CNC này nọ nguyên khối, không con này không có khối này có ghép đâu. Rồi piston nó bự chút xíu thôi, chứ mình đi tay zin nó sẽ có một trường hợp là nó hơi dẻo quá, nhiều bạn không thích, thì chúng ta sẽ thay lên những cái tay Rambo 14 giống như cái tay con cào cào Vinh đó. Tay 14 là đủ rồi. Còn 19, RCS 19, những cái piston từ 16 trở lên thì chúng ta chỉ phù hợp cho đi những cái hai con heo 4 bit, hoặc là một con heo 4 bit, những cái xe lớn, những con heo lớn thì nó sẽ phù hợp hơn. Này các bạn, đây, cho anh em xem nè. Nó rất là cứng nha, cực kỳ cứng luôn. Nè, bóp vào nó rất là cứng các bạn, tại vì piston nó bự quá. Có một cái điều thú vị, rồi em qua đây nè, quay cho anh em xem. Đó là con này được trang bị một cái bộ bao tay sưởi ấm trên con Spacey Nhật đời sau. Đây, ứng vào đây. Anh Bi, ném chìa khóa anh Bi. Review xe mà không đưa người ta chìa khóa, ác thiệt. Ôi, sợ mất xe luôn các bạn. Chìa khóa 6 cạnh, Hello Kitty. Đây, đây là các bạn thấy được là grip hitter. Đó, các bạn này ấn vào nè, đè nè. À, cái này phải đổ máy các bạn, nó cần phải có điện. Đây, đó, này là high nè, này là middle nè, là cái độ ấm của nó sẽ ở giữa. Đó, low, thấp nhất là bên sẽ chỉnh high nè, để mình cảm nhận nè. Trong vòng khoảng chừng từ 15 tới 20 giây thôi thì cái bạn đụng vào đây các bạn sẽ cảm nhận được độ ấm. Đây, nó ấm lên luôn rồi nè. Các bạn có thấy ấm không? Ấm không? Ấm ấm đúng không? Bắt đầu có cảm giác à, ấm rồi nè. Đi mưa không tê tay, đi tay bắc, đi những cái đường mà gọi là lạnh á, không bị buốt tay. Đây là một cái kiểu rất là áp phê. Kính Rizoma này không có nhớ tên, nhưng mà trên con đi lăng bên có. Đồng hồ Uma Racing. Nhảy tua nè. Đẹp á. Âm thanh ghê không? Cái này chưa, bên không nẹt được các bạn. Đầu đèn Z-Bass hả? Đầu đèn này có LED nữa các bạn. Phải không? Không nhớ nữa. Đó, đèn LED luôn. Đèn zin hay là đèn độ ta? Sao ở ngoài thì anh thấy nó vẫn còn bỏ cái đầu của cái chóa zin. Cặp lốp Michelin, rất là nhiều thứ nha. Tay dắt titan này, nãy mình đã có nói rồi đó. Chưa nói đến đó là biển số rất là đẹp, 61B1-6686. Tới công chuyện luôn. Mê quá, nhiều đồ quá bạn. Thích quá ha. Gấp nhôm luôn kìa. Nguyên gấp nhôm, cần số titan. Cái chống titan, chống sau mà chắc là bằng nhôm. Nhiều cái quá, full đồ luôn rồi đó. Tiếp theo đó là cục máy 4 van. Ui trời ơi, xíu nữa mình sẽ chạy thử nha, mình chạy thử một vòng bờ kè thôi là đủ rồi. Đây, cục máy nè, quay cho anh em coi. Vẫn đi bình xăng con nha. Bình xăng con 24 các bạn. 28 hả? Đẹp quá. Cái này dần xuống cái thấy cục máy thôi, thấy quải rồi các bạn. Rồi chúng ta nghe thử âm thanh máy coi nó có kêu không nha. Chủ lò đang ngồi đây luôn nè. Kêu mình còn lên luôn chứ. Nè, để cho nó trung thực nha, mình để luôn micro vô nè. Nghe đúng cái tiếng chán ga của cái bình xăng con, không nghe được cái tiếng tàu nó kêu cái gì luôn á. Ô nè,
bị over. Nhiều câu hỏi mình chưa có xét sẵn câu hỏi, nhưng mà mình sẽ trả lời những cái mà chắc chắn các bạn sẽ hỏi sau khi cái clip này được phát hành, đó là giá tiền cục máy này bao nhiêu nè, rồi độ bền. Ấm ấm luôn không bạn? Này phải bộ ấm ấm luôn. Rồi thứ nhất nè, giá tiền của cục máy. Thứ hai, độ bền. Rồi thứ ba nè, nhiều bạn hỏi nhất nè, đi cục máy này có may có bắt không anh? Ok, anh Bi sẽ giới thiệu sơ cho các bạn về cấu hình của cục máy này nha. Ok anh em, thì mình cũng nói sơ về cái cục máy này. Thì cục máy này chủ xe yêu cầu của chủ xe là êm, bền và nhẹ, chứ không có nhu cầu gọi là đi tour. Tại vì đi tour thì cái xe này, đi tour thì nó cũng hơi dở. Cái xe này là dòng street, ý cái dòng đi phố, mình đi vòng vòng thôi, còn làm nhẹ thôi. Rồi cho nó cái máy nó nhẹ nhàng, đúng không? Giống như nhìn nãy giờ bấm đề cái là nổ, sáng bấm đề cái là nổ. Nhiều khi sáng mình đi làm bấm đề 2-3 lần không nổ là bực mình rồi. Đúng rồi. Không, bấm đề cái là nổ rồi, chạy nhẹ nhàng, êm ái. Rồi, không hư vặt, dễ bảo trì, bảo dưỡng. Tại vì nhiều khi những cái anh chủ xe này không có thời gian để bảo dưỡng nhiều, cho nên cứ xăng nhớt đổ là chạy thôi. Đúng rồi. Cho nên mình chỉ làm chọn cấu hình là 58. 58 dên chích nhẹ thôi, chích để cho nó đủ cái phân khối thôi, chứ không phải là... Tại vì có một số bạn cứ thích đi 62, 65 mà dên dên. Thì đôi khi đối với những cái xe lớn giống như dên lớn sẵn á, như ẹp, dên nó lớn sẵn thì nó có đủ cái quán tính để mà nó đẩy cái tông. Nhưng mà những cái xe này dên nó nhỏ, mình không đôn á thì nó sẽ không đủ cái lực, cho nên nó chạy nó sẽ bị, nó không có mượt, nó không có mút. Chạy lớn cũng vậy đúng không? Nó không đủ là nó quăng. Đúng rồi, nó mình nhích ra nhẹ cái là một là nó không đi, còn hai là nó giật lên. Giật lên thôi. Còn cái này nãy Vinh thấy mình chạy không? Rất là mượt. Thêm một cái nữa, xe này là nồi tự động, xe con tay tự động thì nó chạy mượt hơn con tay nhiều. Thì mình rất thích những cái cấu hình đi nhẹ nhẹ mà nồi tự động. Đúng rồi. Rất là nó rất là êm mà nó mượt. Chính xác, chính xác. Nó tối ưu được, nó rảnh tay nữa. Đúng rồi. Đi phố mà. Chứ để mà xét đô bơi thì nó lại... Còn bộ đầu này là bộ đầu của đi lăn con. Đi lăn con. Ừ, đi lăn con 4 van thì cái size nó nhỏ. Còn những cái đầu mà GGGS hay là Colip đồ, nó xô rồi nó bự. Đúng rồi, nó bự lắm. Nó bự, nó trái phải 60, tối thiểu là 66. Thì nó quá lớn. Thì nó đâu có vừa cái khoang này. Đúng rồi, còn cái xe này cho nên mình mới chọn cái đầu này. Ra vậy, còn nếu mà giá tiền mà mình hoàn thiện cục máy này thì như thế nào? Cái máy này tại vì một phần là chủ xe đã có sẵn đồ rồi, mình chỉ úp cái phần động cơ thôi, còn bình xăng IC rồi xe đã có gần như đầy đủ rồi, chủ xe đã có mua sẵn hết rồi, thì mình làm thì tầm khoảng 20 mấy triệu thôi, là chưa tính những cái mà chủ xe đem tới. Đúng rồi, giống như bô thì mình đâu có thể tính được bô này, cái bô không hết mấy chục triệu rồi. Nhưng mà cục máy thì tầm trên dưới 20 triệu là anh em có thể chơi được rồi. Trên dưới 20 triệu, để cho anh em tham khảo tùy cái nhu cầu của anh em mình. Tại vì ví dụ như nếu mà xài nắp zin á, cái nắp đầu bò đây nè, đó anh em thấy bộ nắp CNC này thì hàng này hiện tại đang tuyệt chủng rồi. Ghê vậy ta. Đúng rồi, nó còn mắc hơn cái bộ đầu nữa. Bộ cái nắp, cái nắp bộ... không á ha. Bộ nắp này bữa nay mua cũng khoảng 3 triệu á. Trời ơi. GGS hả hay là? Đúng rồi, GGS luôn. Cái này mình mua hàng có bao nhiêu là mình mua hết để mình giữ, mình xài mấy cái này cho anh là em. Là anh cũng có những option như là chủ xe muốn lựa đồ gì vô thì anh vẫn xét vô trong đúng cái rồi. Cấu hình của mình đúng không? Đúng rồi, không có phải bắt buộc là phải như thế này như kia đúng không? Nhiệm vụ của mình là tư vấn đưa cho anh em một cái cấu hình gọi là tối ưu so với cái chi phí của mình nhất. Okay, mình sẽ dàn đồ cho anh em để mà nó đều đồ nhất và đạt được cái hiệu suất tối đa, tối ưu nhất cho chứ anh không em. Cần phải là cứ đồ mắc đúng không? Đúng rồi. Nhiều khi mắc tiền, nhiều khi mọi người nói cái đầu này, cái lông này là lông dính luôn, mình chỉ đóng xoáy lên rồi xài đôn dính xoáy nồng. Đó thì thứ nhất là những câu hỏi mà bên cạnh các bạn quan tâm nhất, giá cả nè, đồ đạc nè, thì cái số tiền mình càng nhiều
thì chưa chắc là tối ưu. Nếu mà các bạn không có được tư vấn hoặc là các bạn không hiểu được cái nguyên lý hoạt động của nó, cứ nghĩ là trước mắt là nó thế, nhưng mà nếu mà các bạn không có đua, các bạn không có làm những cái vấn đề mà nó cao hơn nữa thì mình cũng không nhất thiết là phải đập tiền nhiều vào. Mình có thể là mình phối đồ chơi, mình làm cho cái xe mình nó tròn trịa hơn, rồi đơn giản là làm một cái xe để đi phố cho nó khỏe thôi. Đúng vậy thôi là đủ rồi. Nhiều khi anh em cứ nghĩ là đồ là phải thương hiệu này thương hiệu kia thì nó mới đỉnh, nhưng mà thực sự đó là khi mình thực sự mình dư giả, mình dư chơi rồi. Mà không có bị cái vấn đề về kinh tế nó khiến mình suy nghĩ. Chứ còn nếu mà mình vẫn có cái kinh phí nhất định thì mình sẽ phối đồ làm sao để mà cho nó vẫn đẹp, vẫn ngon và phục vẫn bên vẫn phục vụ chứ đâu được. Cần phải là đồ xịn đồ còn bên hay không là do mình xếp cái đúng máy rồi. Đúng không tới thời điểm này thì cái công nghệ của mấy anh em thợ mình nó cũng lên cao rồi, chính xác. Rồi đồ đạc cũng chính xác, làm gia công rất là chính xác, cho nên nó dễ làm hơn cách đây khoảng 3-4 năm rất là quá nhiều. Ok, mình nghĩ là những câu hỏi đó là cũng đã được giải đáp hết rồi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thì cái tác phẩm này là của NHO FE Workshop 45C Vân Côi với lại review Vinfast 07. Rất mong là sau này có những con xe ở bên NHO thì sẽ giới thiệu tới các bạn rất là nhiều. Giống như cái clip mà hồi xưa con ẹt đúng 1 năm trời, tròn 1 năm rồi. Thì cũng cái clip đó cũng chịu view quá nha. Nửa triệu view, nếu mà gọt hai bên lại thì cũng chịu mấy 2 triệu. Nhưng mà cái đợt đó là trong dịch cho nên không được anh em biết đến nhiều, và nó cũng gọi là sao, nó cũng không có được rộng rãi. Bây giờ thì mọi thứ đã bình thường lại rồi. Rất mong mà sẽ gặp anh em trong những cái clip khác và những cái tác phẩm mới của NHO. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Test ride nha. Bây giờ sẽ test ride.